Nam mô Bổn
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên hoàng kim năng tạo ngôn. Ngà kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiệm. Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hòa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Tân Tùng Tòa Cởi Thiên Đáng Hữu Kiên. Hiệp chương ứng văn như ta thì ngôn Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quan Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thứ. Nhược vô lượng ba thế văn chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì Quan Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát tấn thời quang kỳ âm tinh nhi đăng giải thoát. Như đề thì Quan Thế Âm Bồ Tát danh giá thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát hoài thần lưng có nhượng vì đại tùy cho phiêu xưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hưu ba thiên hoàng ứng chúng sanh vì cầu kiềm ngân lưu ly. Xa cơ mà não sáng lo văn chân cháu đang bao nhầm mư đại hải và sự hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhượng hữu này chỉ nhân nhân. Xưng Quan Thế Âm Bồ Tát nhân nhà thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng dĩ thì nhân duyên danh Quan Thế Âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng Quan Thế Âm Bồ Tát nhân nhà sợ bị sa chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sanh. Dùng lời nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phùng gia hại thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Như vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắc giải thoáng. Như tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân tê trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì sương ngôn. Chư thiên nam tứ vân đa khung bố như đắng ưng đương nhất tâm xưng Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng gì
Phổ ý thế chúng sanh nhờ đắng nhờ xưng danh và thứ oán ta đương đăng giải thoát. Chúng thường nhân văn có phá thỉnh ngôn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tinh đắng giải thoát vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đã dâm vô thương niềm cung kinh quá Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niềm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát tường đắng ly sân nhược đa ngô si thường niềm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát tiếng đắc ly si vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát cứu như thì đắng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng ai kính vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát phước bằng đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát chánh hiểu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ức hằng hà sa Bồ Tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược ư nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán văn phần ngôn thế tôn Quán Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới văn hà nhi vị chúng sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận ý Bồ Tát thiền nam tử như hứa quân đồ chúng sanh ứng di phật thân đăng độ gia Quán Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng di bích chi phật thân đăng độ gia thân hiện bích chi phật thân nhi vì thuyết pháp ứng di văn thân đăng đồ gia tấn hiền thành văn thân nhi vị phía pháp ứng di phạm vương thân đăng đồ gia tấn hiền phạm vương thân nhi vị thuyền pháp ứng di đế thích thân đăng đồ gia tấn hiền đế thích thân nhi vị thuyền pháp ứng di từ tại thiên thân đăng đồ tức hiện từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng di đại từ tại thiên thân đắng độ gia.
từng hiện đại từ tại thiên thân nhi về thuê pháp ân về thiên đại tướng quân thân đắng đồ gia từng hiện thiên đại tướng quân thân nhi về thuyền pháp ân về tỳ sa môn thân đắng đồ gia từng hiện tỳ sa môn thân nhi về thuyền pháp ân về tiểu vương thân đắng đồ gia từng hiện tiểu vương thân nhi về thuyền pháp ân về trường gia thân đắng đồ gia từng hiện trường gia thân nhi về thuyền pháp ân về cư sĩ thân đắng đồ gia từng hiện cư sĩ thân nhi về thuyền pháp ân về tế quan thân đắng đồ gia từng hiện tế quan thân nhi về thuyền pháp ân về bà la môn thân đắng đồ gia từng hiện bà la môn thân nhi về thuyền pháp ân về tỳ kheo tỳ kheo ni thân đắng đồ gia thân hiện tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di thân nhi về thuyền pháp ân về trường gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đắng đồ gia từng hiện phụ nữ thân nhi về thuyền pháp ân về đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia từng hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vì thuyền pháp ân về thiền long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đắng thân đắng đồ gia thân già hiện chi nhi vì thuyền pháp ân về chấp kim cang thần đắng đồ gia thân hiện chấp kim cang thần nhi về thuyền pháp phò tăng ê thì văn thế âm bồ tát thành từ như thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát Thế Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ư Bồ Uy Cấp Nàng Chi Trung Năng Thi Vô Uy Thì Cổ Thư Ta Bà Thế Giới Giai Hiệu Chi Phi Thí Vô Uy Giảng Vô tận y Bồ Tát Bành Phật Ngôn Thế Tôn Ngà Kim Đương Cúng Dường Quan Thế Âm Bồ Tát Tức Giải Cảnh Chúng Bảo Châu Anh là Gia Trì Bá Thiên Lương Kim Nhi Dị Dự Chi Tăng Thi Ngôn Nhân già thọ thơ phẩm thì trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi vô tận ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh lòng Như thời Phật ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đắng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đắng thọ kỳ anh làm Phần ta nhị phần nhân phần phong thinh ca mơ ni phần nhờ phần phụng đa bao phần tha vô tận y quang thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới
Nhị Thời Bồ Tát Nghe Bồ Tát Di Kệ Văn Vê Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vân Bí Phật Tứ Hà Nhân Duyên Danh Vĩ Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn Kệ Nam Vô Tăng Nghe Như Thánh Quang Âm Hành Thiện Ưng Chư Phương Sa Hoàng Thề Thăm Như Ái Linh Kim Bất Tư Nghị Thị Đa Thiện Ưng Phân Phan Đại Thánh Tình Nguyện Ngà vì như lửa khuya vang danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đại hoa khăn. Niệm bi quán âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng niệm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận xa thôi đoà niệm bế quan âm lần như nhận hư không trô hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bế quan âm lần bất năng tồn nhân mau. Hoàng kỳ hoàng tận nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quang âm lần hàm tấn khai tự tâm hoàng tạo vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quang âm lần. Nào tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quang âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niềm bi quán âm lờ hoàng trước bọn nhớ hoàng ngộ ăn là xá đồng long chư quỷ đằng. Niềm bi quán âm lần thời tân bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quán âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niềm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết biển. Giang bạc chùa đại bo niềm bi quán âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng tù trí vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư ân thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư cố gì tìm tấn linh diền. Chân quán thân tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thừa chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới loài chân tư diệu đại văn chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quang sư bố quý quân trần trung niệm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm niệm và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư cổ nào tự anh. Năng vì tăng y họ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhị Thời Trì Địa Bồ Tát Thế Tôn tòa khởi tiền bàn Phật ngọn Thế Tôn như hư chúng sanh văn thì quán Thế Âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giam. Đường trì thế nhân sao
quán thời chúng trung ba vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hán đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hán đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà đại minh chân ôn án ma ni ba chi hồng 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 án ma ni ăn ma ni ba di hồng 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 hồng ăn ma ni ba di 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 hồng ăn ma ni văn di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma ni văn di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma
di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Không Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ba Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiều phiên ngô ứng dài không độ những thế có ánh xa lời tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh. Sanh thực thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân về phụng như thì xá lời tự thì chữ phá không tương bớ sanh bằng gì bằng cơ bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sẵn vô tòm. Tương hành thơ vô nha nhị tí thì tăng ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhạc giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầm này chỉ vô lào từ diệt vô lâm. Từ tầng vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô vô đề tăng đoạn cứu cánh niệm bằng tam thế chư Phật. Y bằng nhà ba la mật đa cố đăng a nào đa la tam
hiếu tam bồ đề cô tri bằng nha ba la mận đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bẩn hưng cô thiền bằng nha ba la mận đa chú thân thuyền chú viên yên đế đế ba la đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di đi đô bà tỳ a di đi đà tấn nam bà tỳ A di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa ya đa điện ya tha di đà đô bà tỳ A di đà na tỳ nam bà tỳ a di đà na tỳ ca lăng đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đà đô bà tỳ a di đà na ta nam bà tỳ a di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta bà hằng a di đà phật thân kim sanh ê tướng hảo quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mô trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cơ bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di đà phật nam
Di Đà Phật, Nam Mô A 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 Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô A 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 Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Đấng Quan Âm Oai Thần Long Long Căm Thế Gian đều trong danh Ngài, chúng sanh hân thái ai ai khi nào gặp nắng niệm Ngài liền quay Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh.
Dầu trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quang vô lượng kiếp ta bà thế giới. Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngữ ngai vàng vô trang. Diệu thanh ấy chính là chi cả, sao cùng tu chứng quả văn thù, diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cánh Phật, lòng từ bi chân chẳng đáng ghi. Tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính bất thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thằng ai hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo đồ thai. Biển Nam Hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển
Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà Thọ ký rỡ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Chiên đàn hai ngàn lư nhiệt danh hương, gia du tự mẫu lượng vô ương. Hoa nội đã tan lương chí tâm kiên thương, những chú biển thầm phương. Nam mô ương vân cai Bồ Tát. Nam mô ương vân cai Bồ Tát. Nam mô ương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiền Thủ Thiền Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hằng Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lo Yên Đế Thương Bát Ra Dạ Bồ Đề Thất Đoà Bà Dạ Ma Ha Tăng Đoà Bà Dạ Ma Ha Ca Lo Ni Ca Dạ Thất Ban Ra Phạn Về Số Đắc Na Đắc Tòa. Nam mô Tăng Kiên Lạc Đoà Y Mong A Di Đà Bà Lo Kiên Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Tăng Kỳ Thế Đi Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tăng Ba Tha Đạo Vua Bằng A Thề Dừng Tăng Bà Tăng Đà Na Ma Bà Già Ma Phạn Đàn Đồng.
Địa Tạng Bà La La Ca Đề Ca Ra Đề Nhi Đề Ma Ha Bồ Đề Tạng Đo Tạng Bà Tạng Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Ma He Đề Đà Dân Câu Lo Câu Lo Kiến Mong Đa La Đa La Phạn Xà Gia Đề Ma Ha Phạn Xà Gia Đề Đà Ra Đà Ra Đi Đi phần ra xa lời và xa pha xâm phần ra xa gia hô lô lô ma ra hô lô hê đi ta ra tân hê đi tô rô tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề đi gia na ra cân đi địa đi sanh ni na ba gia ma na Ya ta ba ma thân đa ya ta ba thân đa dương nghe thân vang ra ya ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba thân ra thân a mùng khứ ya ta ba ta ba ma thân đa ya ta ba ta ba ba đa ma yêu tấn đà dạ ta ba na ra cấn trì bằng dạ ra dạ ta ba ma ba lợi tấn y ra dạ ta ba nam mô ấn ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô a di dạ ba lô yêu đế thức bằng ra dạ ta ba Mạng đà đà băng đà dạ ta ba hán tớ niên đô Mạng đà ra băng đà dạ ta ba hán tớ niên đô Mạng đà ra băng đà dạ ta ba hán Nam mô bổn sư Thế Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vàng kim năng tao ngồm. Ngà kim kiến văn đấng thọ trì Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu pháp liên hoa hiệp chương ứng phán như ta thì ngôn thế tôn quan thế âm bồ tát di hà nhân duyên danh quan thế âm phần cao vô tận ý bồ tát thiền nam thứ nhược vô lượng ba thế quan chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì quan thế danh quang thế âm bồ tát tấn thời quang kỳ
âm tinh nhi đăng giải thoát. Như đề thế quán thế âm bồ tát danh giá thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì bồ tát ngoài thân lưng có nhượng vì đặt thì cho phiêu sinh kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hữu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kiệm ngân lưu ly xa cơ mà não sáng lo vắng chân cháu đang bao nhầm mư đại hải và sự hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhượng hữu này chỉ nhân nhân xưng hoàng thế âm bồ tát danh nhà thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng chỉ thì nhân duyên danh quang thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng hoàng thế âm bồ tát danh nhà sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sanh dùng lại nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm bồ tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ an nhàn thì chi huống phục giờ hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhượng vô tội nữ giới gia toa kim hệ kỳ thân xưng quán thế âm bồ tát danh giá giải tâm đoàn hoài thức đấng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân tề trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiên nam tử vân đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm xưng quan thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh và ư thứ hoán ta đương đăng giải thoát chúng thường nhân văn câu phá thịnh ngôn nam mô quán thế âm bồ tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quán thế âm bồ tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nguy nhớ thì nhược hư chúng sanh đã hư dâm vô thương niệm cung kinh quá thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhuế thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát thường đắng ly sanh nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tiền đắng ly si vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thì đắng đại hoài thần lực đa sa nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhượng ngữ nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh hữu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kính vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái hoàng thế âm
Bồ Tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ức hằng hà sa Bồ Tát danh từ Phổ Tăng hình công dường âm thân ế vong hoa của ý dược ơ nhớ ế vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn Phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bấn kha cùng tăng vô tận ý thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bằng phần ngôn thế thông Quán Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới bấn hà nhi vị chúng sanh thuế pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý Bồ Tát thiền nam tự như hứa quan độ chúng sanh ứng gì Phật thân đăng độ gia Quán Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng gì bích chi Phật thân đăng độ gia từng hiện bên chi và thân nhi về thuê pháp ơn về thanh văn thần đăng đồ gia tấn hiện thành văn thân nhi về thuê pháp ơn về phạm vương thần đăng đồ gia tấn hiện phạm vương thân nhi về thuê pháp ơn về đế thích thần đăng đồ gia từng hiện đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ân di từ tại thiên thân đăng độ gia tức hiện từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiện đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di thiên đại tướng quân thân đăng đồ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp ân di thì sa môn thân đăng đồ gia từng hiện thì sa môn thân nhi vì thuyết pháp ân di tiểu vương thân đăng đồ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi vì thuyết pháp ân di trường gia thân đăng đồ gia từng hiện trường gia thân nhi vì thuyết pháp ân di cư sĩ thân đăng đồ gia tấn hiện cư sĩ thân nhi vì thuyết pháp ân di tế quan thân đăng đồ gia từng hiện tế quán thân nhi vì thuyết pháp ân di bà la môn thân đăng đồ gia tấn hiện bà la môn thân nhi vì thuyết pháp ân di tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân đăng đồ gia tấn hiện tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di bà la môn phụ nữ thân đăng đồ gia từng hiện phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ân di đồng nam đồng nữ thân đăng đồ gia từng hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vì thuyết pháp ân di thiên
xoa càng phăng bằng. A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng đồ giả thân dài hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng di chấp kim cang thần đăng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vì tuệ pháp Phật tận ý thì vẫn thế âm Bồ Tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm Bồ Tát thì quán thế âm Bồ Tát mà hà ta từ bố ý cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thí vô ý dạng Cô tần y Bồ Tát bằng phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm Bồ Tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lượng kim nhi dị dự chi tăng thi ngôn nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài quan thế âm Bồ Tát bất khăn thọ chi Bồ Tát ý phụng bạch quan thế âm Bồ Tát ngôn nhân già mừng đắng có thọ thứ anh làm Như thời Phật ca quán thế âm Bồ Tát đương mừng thư vô tận ý Bồ Tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm Bồ Tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làm Phật ta nhị Phật nhân Phật phụng Thích Ca Mâu Ni Phật nhờ Phật phụng Đa Ba Phật Tháp Vô Tận Y Quang Thế Âm Bồ Tát hữu như thị từ tài tận lực du ư ta bà thế giới Nhị thời Bồ Tát nghe Bồ Tát di kệ vẫn về thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phân tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám Bồ Tát nghe như thánh quan âm hành thiện ứng chư phương sa hoàng thề thăm như ái linh kim bấn tư nghị thị đa thiên ứng phân phan đại thánh tình nguyện Ngà vì như lửa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứng hài thôi làng đại hoa khăn. Niệm bi quán âm lờ hóa khăn biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng niệm bi quán âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niệm bế quan âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bế quan âm lần bất năng tồn nhân mau. Hoàng kỳ hoàng tận nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quan âm lần hàm tấn khai tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quan âm lần
Na tầm đoan đoan hoài hoãn tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niềm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhớ hoàng ngọn là xá đồng long chư quỷ đằng niềm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niềm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết biển giang bà chưa đại vô. Niềm bi quan âm lớn thời đặng tiêu ta chúng sanh bị khốn anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần hoàng thù trí vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư ân thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chấn tư diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quan sư bố quý quân trần trung niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng. Chiều âm quang thế âm phàm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quang thế âm tình thanh ư cô nào tự anh. Năng vì tăng y họ cô nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát Tơ Tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thiền thân thông lực giam. Đường trì thế nhãn sao đừng ba theo và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bác vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm Bồ Tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng 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 ăn ma ni ba di 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 hồng
ăn ma ni bất di ông ăn ma ni ba di hồng 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 ăn ma ni bất di ông ăn ma ni ba di hồng 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 Quán Âm Đại Sĩ
Phó Hiệu Viên Thông ấy thần nhi đại nguyện thế hoàng thâm ma có hai phim tự phong Phó Thế Tâm Dung xa xa hiện vô cùng Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm. Ba Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Phiên Ngô Ứng Giai Không Độ Những Thế Vô Ánh Xa Lợi Tư Sang Bấn Vì Không Không Bấn Vì Sang. Sang thực thì không không tương thì sang thọ tương hành thân về phụng như thì xá lời tự thì chữ phá không tương bớ sanh bằng gì bận cơ bất tình bận tăng bận giam thì cố không trung vô sáng vô tòm. Tương hành thơ vô nhang nhị tí thì tăng ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhang giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chi vô lào từ diệt vô lâm. Từ tầng vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô vô đề tăng đoạn. Thưu canh niếng bàn tam thế chư Phật. Y văn nhà ba la mật đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri. Văn nhà ba la mật đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bẩn hương. Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú tân thuyền chú viên yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà yên đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng yên đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đà Tấn Đàm Bà Tì A Di Đi Đà Tì Ca Lăng Đê A Di Đi Đà Tì Ca Lăng Đê Già Di Đi Già Già Na Chí Đà Ca Lê Ta Bà. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đà Tha Đàm Bà Tì A Di Đi Đà Tì Ca Lăng Đê A Di Đi Đà Tì Ca Lăng Đê Già Di Đi Già Già Na Chí Đà Ca Lê Ta Bà. Nam Mô A Di Đà
ma ya da tha ya da ya da điện ya tham a di đề đô ba thế a di đề đa ta đa ma thế a di đề đa thế ca lăng đế a di đề đa thế ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta ma A-di-đà-phật thân kim sáng ê tướng hạ quang minh vô đẳng luân ê bành hạ uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quan trung hóa phần vô số cử bám âm linh đăng bi ngàn ấy nam mô thấy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Nam
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Oai Thần Long Long Cấm Thế Gian Đều Trong Danh Ngài. Chúng Sanh Anh Thái Ai Ai Khi Nào Gặp Nán Niệm Ngài Liên Quan. Quan Thế Âm Cứu Khổ Độ Sanh. Nếu ai có một niệm lành, Ngài nghe tiếng chanh tới liền. Vào trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh Ngài làm từng khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quang. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian. Hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha. Diệu thân ấy chính là chi cả, sao cùng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cùng tu, phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh.
trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, hay lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tôi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Mò cành tiên mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thần ai hành theo ý chỉ của thầy bàn ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi Ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Miền Nam hải núi Phò Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền, Đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới làng ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thời. Từ bi cứ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng Kinh Công Đức Thù Thân Hành Vô Biên Thắng Phước Giải Hồi Hướng Ai Phổ Nguyện Phạm Giới Chư Chúng Sanh Thông Vạn Vô Lượng Quang Phần Sáng Ai Nguyện Tiêu Tam Chương Trừ Phiền Não Nguyện Đăng Trí Huệ Cho Minh Liễu Phổ Nguyện Tội chương tất tiêu trường. Thế thế thượng hành Bồ Tát Đạo ái nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung mà cứu phẩm liên hoa vị phù màu. Hoa cài kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bằng lữ. Phổ cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành Phật Đạo. Tự quý Phật đơn nguyện chúng sanh thế giai đại đạo. Tự quy pháp mới đương nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng trí huệ như hải. Tự đều trở